Các bạn ơi, cái điểm đặc biệt của cái vùng Châu Đốc An Giang này là có những cây hoa giấy rất là đẹp nha các bạn. Mình đi hồi sáng tới giờ tham quan mấy chùa thì chùa nào cũng có những cái chậu hoa giấy, cái vàng hoa giấy rất là đẹp ha các bạn ha. Đủ màu luôn. Cái này là màu tím nè. Màu tím rất là đẹp. Bên này là màu đỏ nè ha. Và nhất là cái vàng hoa giấy này nè các bạn nhìn thấy không? Quá trời đẹp luôn à. Quá trời đặc sắc luôn á. Đây rất là đẹp. Một màu tím rượm luôn đó các bạn, rất là dễ thương. Hay. Đó thấy chưa? Một màu tím rất là ấn tượng, rất là đặc biệt của cái xứ Châu Đốc An Giang này. Chào các bạn, rất vui khi gặp lại các bạn trên kênh của mình nha. Hôm nay là ngày rằm tháng 10 đó các bạn, Chi có dịp đi về An Giang Châu Đốc viếng chùa ha. Hôm nay Chi sẽ chia sẻ với các bạn ngôi chùa Lầu ha, nằm ở huyện Tịnh Biên của An Giang nha các bạn. Ngôi chùa Lầu có tên chính xác là chùa Phước Lâm Tự. Phước Lâm Tự nằm ở huyện Tịnh Biên ha, tỉnh An Giang. Bây giờ mời các bạn cùng viếng chùa Lầu với mình nha. Các bạn ơi, đây là mặt tiền của ngôi chùa Lầu nè các bạn. Tất cả đều sơn một màu đỏ nha các bạn. Rất là đẹp, rất là ấn tượng. Chùa có rất là nhiều lầu, hình như là nó cao lắm. Chắc đây là một cái điểm mà người ta mới lấy cái đặt tên cho nó là chùa Lầu đó các bạn. Tại vì nó có nhiều lầu nè. Để đi lên được tới trên chánh điện thì chúng ta phải đi qua nhiều cái bậc thang ha, là mới tới chánh điện nha. Chùa rất là đẹp, thờ Phật rất là trang nghiêm ha các bạn. Cái này là Chi đang đứng ở tầng dưới nè, rồi đang chuẩn bị đi lên chánh điện ha. Phật tổ thì ngồi rất là uy nghi nha các bạn, rất là đẹp. Mùa này người ta đi hành hương rất là nhiều. Đó là tất cả những mặt trong của chùa. Còn ở đây là từ ở trên chỗ cao nhất của chùa Chi đã quay xuống những cái xung quanh ngôi chùa nè các bạn. Xung quanh ngôi chùa thì núi nè, đồi nè, cây rất là nhiều, nhìn rất là mát mẻ các bạn ơi. Còn này là dưới bếp nè nha các bạn. Chùa nào cũng vậy, các cô chú anh chị thì nấu ăn, tất cả những bữa cơm ở đây đều là từ thiện nha các bạn, không có lấy tiền, tất cả đều là miễn phí. Cho nên mình có ở xa thì mình cũng không có sợ đói. Còn đây là cây cầu mà Chi nghĩ có lẽ là cái điểm nhấn rất là tuyệt vời của ngôi chùa này đó các bạn. Cây cầu không có bắc qua sông suối gì cả, mà bắc từ ở dưới đất rồi cao lên tới trên cái đọt của cây thốt lốt ha, và len lỏi ở trong cái khuôn viên của xung quanh ngôi chùa nha các bạn. Cầu treo rất là ấn tượng. Chúng mình đang chinh phục cái cầu treo này đây. Có người nếu mà mang giày cao gót thì rất là ngại đi cầu này nha các bạn. Cái cầu rất là đẹp nè, các bạn thấy không, nó nằm dắt dẻo. Chi nghĩ có lẽ là nó ở độ cao khoảng 5-6 thước gì xuống đó các bạn. Dài lắm, chắc khoảng chừng 1-200 thước gì đó. Không biết nữa, nói đại thôi. Đứng ở trên cao của cái cầu này nhìn xuống thì mình thấy nhiều cái trên đọt của cái cây thốt lốt nè. Xung quanh là những rừng cây nè, rồi ruộng lúa rất là đẹp đó các bạn. Nếu mà các bạn có đi về cái miệt Bảy Núi Châu Đốc An Giang thì các bạn đừng có bỏ qua cái huyện Tịnh Biên nha các bạn. Có ngôi chùa Lầu rất là đặc biệt. Chùa Lầu tên của nó là Phước Lâm Tự đó các bạn. Phước Lâm Tự thì nằm chính xác ở cái địa chỉ là xã Xuân Tô,
huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang nha các bạn. Nếu mà các bạn không ghé ngôi chùa này là một cái thiếu sót lớn đó. Chị thấy ngôi chùa rất là ấn tượng. À, bây giờ thì bọn mình đang chinh phục cái cầu dây của ngôi chùa Lầu này nha các bạn ha. À, ở đây là rất là mát mẻ nha các bạn, thoải mái lắm, không có nóng không đâu. Mặc dù trời nắng nhưng mà nhờ cây cối nhiều á cho nên hả rất là mát mẻ. À, các bạn có người mệt thì đã bỏ cuộc rồi đó các bạn ơi. Tại vì nó cũng xa mà cao lên đó rồi có thể là chóng mặt nha các bạn. Nhiều người đi nửa đường thì thôi quay trở lại. Nhưng mà các bạn, Chi đã vượt cái cầu treo thành công rồi nha các bạn. Phía trước đó là chị lớn nhất của cái nhóm mình đó. Khi mà vượt qua khỏi cái cầu thì cái tượng Phật của mẹ Đại Từ Đại Bi đang đứng nhìn ra ở ngoài không gian rất là đẹp nha các bạn. Nhìn cái khung cảnh rất là đẹp luôn. Thì từ ngay chỗ mà mẹ Quan Âm đứng này nè, chúng ta đi qua bên kia xíu là vô chánh điện của ngôi chùa. Còn cái cầu này thì nằm ở ngoài khung viên chùa. Khung viên chùa rất là rộng, phải nói là rất là rộng luôn. Bây giờ thì sau khi lễ Phật xong rồi vượt qua cái cây cầu cầu treo thì bọn mình chuẩn bị hả tập họp lại để mà chuẩn bị đi về ha các bạn ha. Đang chờ để mà chuẩn bị tập họp lại đây. Bây giờ là các bạn đã vượt cầu thành công hết rồi đó các bạn. Vượt cầu thành công. Có nhiều bạn trẻ thì đi trên cầu hả xong cái đứng lại và ngồi chơi. Ngồi chơi hứng gió rất là mát các bạn ơi. Tại vì hai bên thành cầu nó có cái lan can cao lắm, mình không phải sợ té nha các bạn. Mình leo lên tới trên cái đọt của cây thúc rốt thì ngay đó nó là nó rộng cho nên nhiều khi ngồi ở đó chơi nói chuyện bạn bè rất là vui luôn. Các bạn thấy không? Ở trên nhìn xuống đó là ruộng lúa đó, rồi xung quanh là những cái rừng cây thúc rốt nè. Bây giờ thì bọn mình đã xuống vượt cầu thành công rồi. Cái này là khung cảnh trên cao nhìn xuống của cái khu vực chùa nè các bạn. Xung quanh là có núi nè, có rừng cây nè, có nhà người ta ở ha. Tiếng chuông gió rất là đẹp, rất là thanh tịnh luôn. Chụp một tấm hình kỷ niệm. Bây giờ bắt đầu tạm biệt ngôi chùa Lầu nha các bạn. Chúng mình tiếp tục cuộc hành trình. Bây giờ thì video nó cũng khá dài rồi đó các bạn. Nếu các bạn thấy cái chia sẻ của Chi các bạn thích thì các bạn nhớ cho Chi xin một like ha các bạn ha. Cho Chi xin một lượt đăng ký và chia sẻ để nhiều người cùng biết nha. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.